cái vô nước cho bồn tắm của mình bị rỉ nước các bạn. Qua mình đi qua nhà ông già mượn đồ nghề mà ông kêu đừng sửa, để sáng nay ông qua ông tháo rồi ông đi sửa cho mình các bạn. Thì là sáng giờ lúc cuối tháo được xong cái này rồi, ông mang đồ nghề qua nè tháo. Bây giờ ông về nhà ông lấy cái ruột van bên trong á, trong cái ruột này về ông sửa. Nhìn qua nhà coi là để ông sửa gì bệnh đó. Dạ. Đây các bạn, ông sửa cái này. Is my? Yeah, that's yours. Oh. Too clean. So clean. Đây các bạn thì vệ sinh rồi thay cái rubber, cái cao su các bạn. Cái cao su đó để ép vô cho nó sạch sẽ các bạn. Đây, rồi nghe có không? I have another one in the toilet at basement, lead two. Another one leaked in the basement. Yeah. If you have free time, could you see for me? Well, I think the thing to do is buy a new one. They're not that expensive. But we can fix this. Fits. Oh, a lot of rubber. Cái này hồi xưa giờ ở Việt Nam mình không biết các bạn, khi mà hư mình đi thay mình mua cái mới, nguyên cái van mới các bạn, nhưng mà thực tế thì nó chỉ hư có cái lỗi bên trong các bạn, là cao su thôi. Gà ra nhà ông thì đồ nghề hơi bị nhiều đấy. Xe đạp, xe máy Mobilet. What is this? Oh, Tom, guys, it come out. Yeah, that's okay. They're leaking all winter. Lit? Yeah, it's all right. No big deal. Switch it over. I think it's almost it's come out. Yeah. No big deal. Okay, we're all ready to go. Oh, I need a washer. Yeah. I need a washer. We might not have one. It's too big. Too big. Too big. I don't have one, that's okay. It's okay, we can get by without it.
Puy. Careful. Yeah, be careful, that's right. Yeah, it's dropping down, we can't find. Should cut this a little bigger here. You want to cut? Thì cái toilet phía trên đó mình đã sửa xong rồi các bạn. Bây giờ nhờ ông check thêm cái phần phía dưới. Cái này nó cũng lít rồi. Chạy nước mình không biết sửa làm sao các bạn. Mà hồi xưa mình đi học điện các bạn nên là không biết sửa ống nước. This one. I've never had one of these apart, so it's all new to me. I don't know. That should pop out. Do you ever been fit something like that? No, never. Never. I'm assuming this is what holds it all in. See. Which one? No. Pliers. Screwdriver. No, this one. Bây giờ là ông dẫn mình đi vô trong Home Depot mua đồ nghề để tháo cái van này nãy ra các bạn, tại vì không có đồ nghề để mà tháo ra các bạn. Yeah, just staying on this aisle. I told him he'll be done here. I don't know where he is, but he'll be on his way. Yeah. Rồi, vậy là hoàn thành các bạn, nhẹ nhàng. Ui xìa. Ngon ăn. Ây da, không có ông già không biết làm sao mình tháo cái này quỷ này ra trời. Mình tháo ra, tháo vô mấy lần rồi các bạn mà mình không biết làm sao để mà tháo của nó. Xong. Để xuống ngay ngồi chơi game ta. Đây các bạn, hồi nãy ông già ghé sửa cái vòi nước cho mình rồi thấy vợ mình dạy nhỏ spelling từ từ chữ cái các bạn, rồi ông mang cho ông về ông quay cho cuốn sách này các bạn. Cuốn sách này là của vợ của ông các bạn. Cuốn sách này được mua vào năm 1947 nha các bạn. Đây. Đấy. Này cũng giống như là cuốn sách tập đọc lớp 1 của mình ngày xưa các bạn, tiếng trống trường em rồi này kia rồi, nhìn nó rất là cổ điển các bạn. Những cái hình vẽ họa tiết hoàn toàn bằng tay ha các bạn ha. Nhìn rất là dễ thương. Và những cái từ này rất là dễ đọc các bạn, giống như là thơ vậy đó. Này chắc cũng được liệt vào sách cổ các bạn. Ông dặn là mất cuốn sách này kiếm cuốn sách thứ hai không có. Rồi đi.